trong đây là khu chợ thịt heo trong đây nè. Thịt heo ngon mua gì ăn được. Đây thịt heo các bạn. Cái gì? Ờ, ngon như thịt heo nó lớn đây, nó ngon lắm. Ừ. Thịt bò hay các bạn. Thịt thì ngon ghê luôn. Mua về Việt Nam ăn. Lóc sườn ra, thịt ra ráo còn sườn nè, bốn cái sườn non nè. Bốn cái sườn này về muối chiên nha ha. Này nhiêu ký ta. Mua cái này tới Việt Nam luôn đi. Đi vòng ra cái khu chợ mình đây chứ là. Cái căn bên kia. Đây bán chè nữa kìa, có chè nữa kìa. Chè. Chừng 6. Nho Mỹ. Cherry. Sao bên kia quá lớn luôn. Toilet kìa. Còn đây là cái khu chợ hải sản. Tôm. Cua tôm. Cua kìa. Ghẹ. Một cá ta giống cá bóng. Tôm tích. Ừ, tôm tích. Tôm tích này quá bự mà, tôm tích này chà bá luôn. Cái này là anh rút được à, rút cái thân ra luôn. Bảy ký tám. Đồ tôm tích. Thôn ghẹ. Ghẹ thì rẻ không ta? Tổng cá cua rồi con vừa bự quá trời đâu. Thank you.
Ở đây tôm tích rồi, tôm tích bự các bạn, tôm tích khổng lồ luôn. Đây ví dụ bán khô, khô thì không khô. Cái gì ta? Cá két thì cá kết gì? Đồ khô trâu à. Mua khô gì ăn đi. Mua khô gì ta? Khô gì? Khô bò. Khô bò hả? Cái này khô trâu. Khô trâu. Này bán ký rồi sao anh? Khô trâu 25 đô. 25 đô ký à? 600 ngàn. Còn bò mắc hơn hả rẻ anh? Bò mắc hơn. Mắc hơn hả? Cái này mình làm 5 kg ha. Cái này bè. Nó cứng hết. Cái nó bị khô hơn. Cái này trâu luôn hả? Bò hả? Bò. Cái này khô bò. Bò. Cái này khô trâu. Trâu mà bò nào ngon ta? Cua rắn hả? Cua rắn gì? Rắn nước, rắn nước sôi. Nha khô nào ta? Cua bò đi. Cái này khô gì anh? Cái này cũng khô bò. Khô bò. Thì giá này hơn 20 đô. Cái này chắc ngon hơn. Cái này bảo đảm ngon, ở đây là. Cái này 30 hả? Cái này 30 đô. Này 20, này 20, này 25, 25 này bò, bò ở trâu 25. Trâu. Cái này giá tiền rẻ hơn mình bán chút. Cái này mình mua đem đi mình ở tủ lạnh. Mình bỏ ngoài hư không anh? Thế nào? Cái này này nè, nếu mình bỏ bình thường. Cái này để một tình và không có hư đâu. Mình chắc ăn lâu, mình để màu này màu mới luôn, mình để tủ lạnh, để ăn lâu. Mua nửa ký khô này quá. Nó bò đi. Lấy nửa ký lên. 15 đô các bạn. Nửa ký 15 đô. Này có mắm bò hóc không anh? Đó đó hả? Đủ 6 đô. Đủ 6 đô rồi. Dạ. Này ăn. Vậy thế mà tụi nó đòi ra xay xay. Đi ăn bò hóc đó. Vậy mà tụi nó đòi chứ ăn sao? Lửa mấy mà mở anh có dính mở vô được. Ờ, mà mở thôi. Thì em đúng nửa ký thôi. Okay. Mình biết tụi nó có mua dùm không chứ. Nó có làm cái này là kia năng chứ. Đi ớt để chăm làm mọi nước.
để mốt có qua mua sao chứ giờ mua ăn có được. Sáu đô là mắm bọt à. Thành phố này có cá lóc hơn, cá lóc nhiêu ký anh? Hai đô, thì hai đô chính là. Rồi tới mình mua nửa ký khô bò các bạn về ăn 15 đô. Có xem đẹp tính đi không có thời gian tại vì mình tính phải về rồi. Đây lên xem đẹp là 200 cây nữa không? Thế là có vát á. Dạ. Anh Việt Nam hơn người Cam. Được chưa? Nói tiếng Việt hay quá. Cảm ơn. Cảm ơn anh Lê. Dạ. Anh Lê mới mua nè. Ok. Món bò hấp ở đây ghê lắm, ăn nó hồi khủng khiếp luôn. Mà kẹo bánh gì không? Ngày Tết còn ham rồi. Mười bánh cho thì giờ đang có tìm cái chỗ gửi xe mình lúc nãy các bạn, giờ không có nhớ chỗ nào luôn tại cái chợ Vũng Mặt rất là rộng, nếu mà bạn đi một hồi thì sẽ lạc đường luôn á. Thì qua đây tốn tiền quá nhiều. Bên đây xài tiền đô không các bạn, xài như dây kiều á. Đang tìm chỗ gửi xe mình giờ không nhớ chỗ nào luôn á, tại đây rộng lắm. Đây cái đường phố Hưng Cam xe đậu xe đi xe này nhiều lắm các bạn. Giờ không có nhớ chỗ nào luôn. Đi vòng hết cái đường này chắc cũng hơi mệt à. Quá trời luôn, giờ nãy ngớ này ngớ tư hay gì á. Không phải chỗ này. Không, nãy ngay ngã tư vừa quẹo ra ngã tư là vô liền á. Dưới. Rồi vô cái chợ này người ta bán đồ nhiều đúng không? Khủng khiếp luôn, đồ nhiều. Về rồi đi các bạn, ngắm gái. Gái lông thần luôn. Tổng quay nhà
cái ở đây người Tây quá trời, ngay ngã tư á, vừa ngã tư hình như cái mặt này hay gì đó, vừa qua ngã tư là vô liền nè. Cái này giá